Xin chào mọi người nhé, mình tiếp tục cho ra đời trà giảm cân. Trà giảm cân này, thải độc này, thải độc cơ thể nhé. Đấy, loại bỏ toàn bộ những mỡ xấu, mỡ thừa, mỡ lâu năm. Đấy, uống cái trà này nhá, các bạn thấy rất là thơm, ngon, dễ chịu. Thơm lắm luôn đấy. Khi mình trộn cái này là mình đã thấy thơm rồi, thấy ngon rồi, muốn uống luôn rồi. Gồm 9 vị nhá. Đấy, mùi vị rất là ngon và dễ uống. Mùi thơm dịu dịu nhẹ nhàng của hoa cúc và hoa hồng mà. Hoa cúc, hoa hồng nhá, hoa nhài. Và trong đây có cả lá sen. Đấy, lá sen hỗ trợ các bạn giảm cân và thải độc. Còn vị ngọt man mát của táo này. Đấy, đỗ đen, đấy, bổ thận, đẹp da. Đấy, đỗ đỏ, gạo nứt nhá, gồm 9 vị các bạn nhá. Các bạn yên tâm uống trà này nhá, vừa thơm vừa ngon, thải độc, toàn bộ lượng mỡ trong cơ thể mình. Xin chào các bạn nhé.